Rồi. Yeah. Ngày hôm nay thì bọn mình tiếp tục di chuyển đến nơi hôm trước bọn mình đã dọn dẹp. Thì ngày hôm nay mình mang đầy đủ đồ đạc để có thể là sẽ bắt đầu tiến hành làm khu cho này để có thể nghỉ dưỡng thử thách sinh tồn trong ít ngày. Thì trước mắt là ở đây mình muốn là sẽ phải làm một cái hàng rào nhỏ nhỏ để cố định để cho các sinh vật lạ không thể vào đây được. Thì bây giờ mình vừa mới kiếm được một ít củi khô và cái tre trúc này thì mình sẽ chẻ nhỏ ra, sau đấy là đóng cọc xung quanh thì các bạn cùng làm với mình nhé. Thì địa điểm của bọn mình tìm là đây của cái ao dưới này có rất là nhiều cá. Có thể đây sẽ là tí anh em mình sẽ câu và đem cá lên nướng để ăn. Đây sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị. Các bạn có thể thấy rằng ở dưới ao rất là nhiều cá. Đấy, đàn cá đang bơi rất là nhiều luôn. Thì có thể mình sẽ câu, nếu mà có dính thì hai anh em mình sẽ đem lên để nướng ăn. Mời các bạn cùng xem và trải nghiệm cùng với bọn mình nhé. Rất là nhiều cá luôn, toàn cá rô phi với cá chép. Đây, đây. Mình mong rằng ở đây sẽ có một con cá gì đó nó to to, độ khoảng 2-3 cân là quá đủ ăn rồi. Đấy. Rất nhiều cá luôn. Bạn vừa thấy con cá vừa quẫy trên nước kìa. Rất to luôn.